Nhà nông miền Tây xin được kính chào quý bà con. Quý bà con thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục cập nhật giá mít đến cho quý bà con để quý bà con chúng ta có thể bán mít được đúng giá nhất nha. Đó, thì giá mít ngày hôm nay cũng không có biến động gì nhiều so với những ngày qua. Giá này là giá thương lái cắt tại vườn để cho bà con tham khảo bà con nha. Còn tùy vườn, tùy lái, tùy tuyến đường vận chuyển xa gần mà có thể chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn so với bản giá mà nhà nông miền Tây cung cấp cho quý bà con nữa. Đó, quý bà con lưu ý ha. Rồi, cụ thể giá mít chi tiết ngày hôm nay chúng tôi sẽ ghi ở trên màn hình. Nếu như quý bà con nghe không có kịp thì mình đọc ở trên màn hình cũng được nha. Ở Tiền Giang thì giá mít sẽ là 22.000, 15.000, 10.000, tương đương với mít loại 1, loại 2, loại 3 đó bà con. Loại 1 vẫn 9kg, loại 2 7kg, loại 3 là 5kg, dưới 5kg là mít chợ. Rồi, tiếp tục, ở Đồng Tháp, An Giang sẽ là 20.000, 14.000 và 8.000. Còn ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, giá mít là 19.000, 13.000 và 8.000. Còn ở Long An là 21.000, 14.000 và 9.000. Rồi, trên đây là giá mít của các tỉnh miền Tây trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Đó, quý bà con chúng ta tham khảo nha. Rồi, cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh. À, nếu mà thấy cái video này nó giúp ích được cho bà con, thì bà con mình hãy nhấn cái nút đăng ký để có thể theo dõi và cập nhật giá mít mỗi ngày cùng với nhà nông miền Tây nha. Còn bây giờ, xin chào.